kiến trúc cảnh quan và không gian hoạt động của phố đi bộ thành phố Vinh, bao gồm 4 tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Tài và ngõ 2 đường Nguyễn Trung Ngạn. Hiện thành phố Vinh đã hoàn thành các hạng mục cải tạo xong vỉa hè, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí, hệ thống Wi-Fi, thay thế cây xanh trên 4 tuyến đường. Riêng vườn hoa nghệ thuật và đài phun nước sẽ là những hạng mục cuối cùng để hoàn thiện phố đi bộ trước khi đi vào vận hành. Hiện nay thì tất cả các cái hạng mục về lát đá, hệ thống ánh sáng, rồi là cây xanh, rồi là các cái trang trí cũng đã được lãnh đạo thành phố trong thời gian qua là cùng với ban quản lý dự án và các phòng ban là kiểm tra để mà xem còn các cái hạng mục gì cần phải khắc phục, thì về cơ bản thì cũng đã đáp ứng yêu cầu. Theo kế hoạch, phố đi bộ thành phố Vinh sẽ hoạt động từ 18 giờ đến 24 giờ vào các ngày thứ 6, thứ 7 hàng tuần và các ngày nghỉ lễ lớn trong năm. Hiện đã có hơn 350 hộ đăng ký tham gia kinh doanh lĩnh vực ăn uống, bán hàng lưu niệm và tô sơn, vẽ mỹ thuật tại phố đi bộ. Khi đi vào hoạt động, từ 18 giờ tối các ngày nói trên, các tuyến đường trong khu phố đi bộ sẽ cấm phương tiện đi vào bằng hàng rào chắn. Theo bác thì hoàn toàn nhận định, cuộc sống bao giờ bác cũng đi lên cả. Nhu cầu của 70% dân số, theo tôi bác nhận định là họ đang trông chờ những cái chuyện này. Mà đấy là mình phục vụ cho toàn thể xã hội, ở các nơi về đấy để thăm viếng du lịch, để mà có kinh tế phát triển thì họ phải có đi chơi. Mà đi chơi thì tất nhiên phải đẹp, đó là nhu cầu cần thiết nhất. Mà đấy, đẹp thì phải làm thế nào? Thì nhà nước phải đầu tư phát triển. Hoạt động cái phố đi bộ đi vào chạy thử là vào ngày là mùng 5, mùng 6, là tháng 2 năm 2021. Thì mục đích của cái việc chạy thử này là thành phố là tiếp tục là nghiên cứu, rồi là hoàn thiện cái công tác quản lý, rồi hoàn thiện về cái chỉnh trang cái hạ tầng đô thị, là trong đó là có một số cái công trình là tạo cái điểm nhấn. Thì vấn đề thứ ba nữa là thông qua cái chạy thử là để là xem cái góp ý của nhân dân và cả cái tổ chức liên quan đến cái hoạt động của phố đi bộ, thì thành phố sẽ là tiếp thu và chỉnh sửa. Sau quá trình chạy thử, phố đi bộ thành phố Vinh sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3 năm nay. Người dân thành phố Vinh rất kỳ vọng phố đi bộ sẽ là điểm nhấn mới lạ, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu tham quan, giải trí, mua sắm, ẩm thực, thu hút khách du lịch khi đến với thành phố Vinh.